Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh của Minh Chiến 507 Ba Đình. Sau đây em sẽ test của sản phẩm là 2000X để gửi cho anh Thanh ở quận Ba Đình, Hà Nội. Con này em vừa giới thiệu sáng hôm nay. Thì bác chủ đã chốt sản phẩm này và đã chuyển khoản cọc cho em. Và sẽ test sản phẩm này để gửi đi. Rồi. Để mà theo dõi những sản phẩm mà bên em nên vui lòng đăng ký kênh mình. Cách thao tác là ấn nút đăng ký và ấn nút thông báo luôn nha, và mọi chi tiết mua hàng anh em liên hệ số điện thoại của em. Rồi, sau đây mời anh em mình nghe thẩm âm những dòng 2000X đánh rất là hay nha, tiếng rất là khỏe và tiếng rất là trung thực. Được qua một con giải mã RIA 59 nha, tiếng rất là nhẹ nhàng mượt mà. Khi qua những con giải mã 59 này tiếng rất hay. Em xin dừng video nha. Mọi chi tiết mua hàng anh em liên hệ vào số điện thoại của em nha. Con này là điện hàng Mỹ, xuất Mỹ nên điện đang để điện 117V nha các bác. Em đang kém điện 100 thì nó hơi mờ mờ tí. Em sẽ kém điện 120 cho anh em, nó sẽ sáng trưng này nha. Đấy, em đã kém điện 120 nha, nó sáng trưng lên nha.
hẹn anh em ở video kế tiếp.